Em xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên Giang Nam Audio về mới mới về một cặp Center BMW Velux. Dòng này là dòng thuộc dòng khủng long luôn anh em nhé. Và cái model của cái con Center này là CDM CNT. Đấy, model thì thông số thì anh em có thể tra trên mạng. Công suất của nó là 120W trên một loa, trở kháng 8 ohm. Và em đang bán lẻ là một con là 9 triệu rưỡi anh em nhé. Còn anh em nếu ai có nhu cầu muốn lấy cả đôi thì giá sẽ đẹp hơn nhiều. Và sau đây em sẽ test cho em của nó, anh em nghe thử. Cặp này để anh em mà có nhu cầu chơi cả cặp thì quá đỉnh luôn. Trong cái tầm book sale 20 triệu thì không có cặp nào ăn được nó. Dù mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân lòng, bàn tay em nắm ngón anh dù ngàn năm, giận hờn sẽ quên dáng em trôi dài, trôi mãi trôi trên ngàn năm. Ngàn đời.